Ngày 16 tháng Giêng năm 2022, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dưới ánh sáng soi đường của nghị quyết 15 ban chấp hành Trung ương Đảng, sáng ngày 17 tháng Giêng 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đồng loạt nổi dậy. Khi tiếng súng diệt tên đội tí nổ lên đã báo hiệu cho cuộc đồng khởi lịch sử. Thắng lợi của xã Định Thủy đã lan rộng đến chiều địa phương trong quyện. Nhân dân xã Bình Khánh đã hưởng ứng và đồng loạt nổi dậy ngay trong đêm 17 tháng Giêng và liên tiếp những ngày sau đó. Trong đó điểm nhấn là đội quân tốc dài quyền thoại với bao chiến công hiển hách làm kẻ thù bao phen kiếp dế. Tự hào giới tám chữ vàng anh dũng đồng khởi thắng Mỹ diệt ngụy. Bình Khánh hôm nay đã phát huy ý chí tự lực tự cường làm nên kỳ tích trong công cuộc đồng khởi mới. Từ một xã thuần nông có điểm xuất phát thấp, đến nay địa phương đã thực hiện thành công 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Điểm nổi bật là kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện với mức thu nhập bình quân hơn 50 triệu đồng một người một năm. Hệ thống chính trị ngày càng lớn mạnh, tạo được lòng tin của các tầng lớp nhân dân. Với những kết quả đã đạt được tại buổi họp mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân. Ủy ban nhân dân quyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua.